Mẹ ăn tạm ổ bánh mì 10.000 đồng, mua bỏ hoa nửa triệu tặng con gái. Người mẹ nghèo chỉ dám ăn bánh mì 10.000 đồng, nhưng đã mua bỏ hoa 500.000 đồng để tặng cho con gái đi xuất khẩu lao động về. Một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử được một Facebooker có nickname là LTT chia sẻ trên một diễn đàn lớn của giới trẻ đã thu hút hơn 7.000 lượt like và hàng chục ngàn bình luận. Dáng điệu vất vả làm lũ, nhưng người mẹ ấy cầm trên tay bó hoa trị giá 500.000 đồng, dù rằng trước đó bà chỉ dám ăn một ổ bánh mì 10.000 đồng vào buổi sáng. Mẹ già một mình đi từ quê lên đứng đón con đi lao động Đài Loan về. Dáng bà khắc khổ khiến cho em tò mò lại hỏi chuyện. Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ được, chỉ mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ, à. Bác chỉ dám ăn bánh mì trứng 10.000. Ấy thế mà bác dám bỏ 500.000 đồng để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón người thân cũng mua hoa. Chúc cho cuộc đoàn tụ của gia đình bác vui vẻ và ấm áp, Facebooker LTT chia sẻ. Sau 3 năm chờ đợi, người mẹ cuối cùng cũng sắp được gặp lại con gái thân yêu của mình. Trong dáng vẻ lầm lũi, hình ảnh một mình bà đứng đợi con với bó hoa tươi thắm trên tay đã khiến cho anh T tò mò mà hỏi chuyện. Đúng là trái tim người mẹ. Facebooker Đức Dũng cũng bình luận, đọc những dòng cảm xúc của bạn mà tôi thấy nhớ mẹ mình biết bao, xin cảm ơn tác giả. Facebooker Lương Tiến Mạnh cũng thốt lên, bác làm em nhớ lại cách đây đúng 10 năm, mẹ và anh chị em họ hàng nhà em cũng ra đón em, rơi nước mắt rồi nè. Facebooker Nguyễn Công Tùng chia sẻ, con có lớn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con, đúng quá rồi, đặc biệt là trong hoàn cảnh này phải không các bác? Facebooker Việt Dũng đã nói thêm, bởi vì với mẹ, con còn quý hơn gấp ngàn lần tiền, và kể cả mẹ phải nhịn vẫn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Cảm động quá, chúc bác mạnh khỏe, cảm ơn chủ thớt đã ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, Facebooker Điệu Thúy bình luận. Trong sự xúc động riêng, Facebooker Dũng Nam đã ngậm ngùi, mẹ là tất cả, mình tiếc là không còn mẹ nữa. Bạn ấy thật hạnh phúc vì cưới còn mẹ bằng da bằng thịt, còn những ai còn mẹ xin hãy trân trọng. Nhiều bình luận sẻ chia đồng cảm và ca ngợi tình yêu người mẹ, nhưng cũng có bạn cho rằng người mẹ mua hoa là hơi lãng phí trong hoàn cảnh của mình. Facebooker Thanh Dung chia sẻ, em mà là bác thì chỉ cần một cái ôm là đủ, nhìn bác khắc khổ quá, mà cũng chẳng cần đón như vậy đâu, ai bán hoa cho bác cũng có tâm giữ. Thôi thì lấy 500 ngàn làm lấy một bữa ngon lành cho cả nhà là được mà. Dù sao cũng chúc mừng bác vì mẹ con được đoàn tụ.